dàn nát, điểm qua bộ phim Tâm lý ngôn tình xã hội, Ngọn lửa, Bí ẩn. Bộ phim dài 30 tập do Thái Lan sản xuất và phát hành trong tháng 4 năm 2021. Mang thể loại hành động ngôn tình thông qua câu chuyện tình cảm nam nữ gay cấn ly kỳ. Diễn viên kỳ cựu tài năng ôm Akkaban đóng vai nam chính Tayakon. Diễn viên danh tiếng xinh đẹp Sammy Cowell đóng vai nữ chính Bin Laden. Bin Laden là cô gái thông minh, tốt bụng, tiếp quản nông trại do người cha đang lâm bệnh. Bin Laden thuê người đàn ông Tayakon làm trợ lý để thay thế cho người cũ giữ việc bất ngờ. Tayakon mới du học về nước được người dì ruột sắp đặt vào một trang trại để báo thù. Tayakon tiếp cận làm trợ lý cho Bin Laden với ý đồ trả thù cho gia đình mình bị hại trước đó. Đến cuối cùng, hai người đã phải lòng nhau và những bí mật dần dần được sáng tỏ. Bộ phim hấp dẫn với những màn tranh đấu nảy lửa, quyết liệt giữa tình yêu và hận thù. Chúc các bạn được xem một bộ phim hết sức ly kỳ, gay cấn từ đầu tới cuối.